anh TV Man chuẩn bị lộ mặt kìa các bạn ơi. Được rồi, chuẩn bị nè. 3, 2, 1, hãy xem nhan sắc đẹp trai của ta đi. Ê, từ từ, từ từ, xem hết video để biết nha. Chiều nay mình mới ngủ dậy, mình đọc được một cái tin nhắn của bạn fan. Đó chính là bạn này tên là Trần Minh Đạt. Bạn ấy nhắn cho mình đó chính là: anh Vinh ơi, anh hãy xem tập 58 và tập 59 của Skip Beauty Toilet đi ạ. Nếu mà anh xem thì em sẽ like và đăng ký cho anh bay cái tóc của anh luôn. Các bạn like với đăng ký đến nỗi mà cái tóc của mình nó bay mất tiêu luôn rồi nè. Công nhận là các bạn hay thiệt chứ. Rồi, đây, mãi yêu anh Vinh MC, tập mới này cũng vui lắm đó anh Vinh. Ok luôn, có tập mới rồi đúng không? Rồi gì đây, mà em cho anh xem cái này nè, Titan TV Man lộ mặt rồi nè. Vậy, bạn ấy gửi cho mình một cái video là Titan TV Man sẽ lộ mặt. Wow, bây giờ mình sẽ bắt đầu xem nha. Video của bạn fan gửi cho mình nè. Hình như Titan TV Man tới rồi kìa, anh em tập trung. Hello, hôm nay tôi sẽ chính thức lộ mặt nhà mấy lý. Tôi thật ra đẹp trai lắm. Rồi, bây giờ các bạn hãy xem video này coi mặt của Titan TV Man. Nếu mà gỡ cái đầu TV ra thì sẽ trông đẹp trai hay không nha các bạn. Mà đeo cái đầu TV nên các bạn không thấy đó. Chuẩn bị 3 giây nữa, tôi gỡ cái đầu TV ra nè. Chắc là ngài đẹp trai lắm. Nhanh đi ông ơi. Được rồi, chuẩn bị nè. 3, 2, 1, hãy xem nhan sắc đẹp trai của ta đi. Anh chàng đẹp trai này thật ra là Đá Phúc Bom hả? Anh chàng đẹp trai này thật ra là Đá Phúc Bom hả? Đá Phúc Bom là cái người mà tạo ra mấy cái video Skip Beauty Toilet, những cái tập mới cho các bạn xem đó. Ủa, là ông này hả? Ủa, nhưng mà hình như là cái video này á là do những bạn fan làm. Xem nhan sắc đẹp trai của ta đi. Nhưng mà làm sao mà đẹp trai bằng mình được? Mình là siêu đẹp trai rồi. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu xem tập 58 và tập 59 nha. Ok, trước khi mà chúng ta xem tập 58 và 59 á, thì mình và các bạn hãy cùng nhau xem lại tập 57 nha. Đây, anh camera Kirito ở trong cái tập này mình rất là đau buồn luôn. Trời ơi. Trời ơi, anh ơi, không biết là cứu được anh ấy không rồi các bạn. Wow, camera, Titan gõ búa. Trời ơi, đó, đây, trận chiến bây giờ. Đó. Và mình nghe có nhiều bạn fan nói là: anh ơi, cái con Skibidi này đó chính là Skibidi kiếm nhật, cầm cái kiếm nhật. Đó. Nhưng mà làm gì mà so với anh Titan còn cái hả? Trời ơi, mấy cái con ký sinh này bây giờ xưa lắm rồi. Trời ơi. Rồi, chị TV Woman đã xuất hiện và chị ấy đã cho biết tay. Đó. Rồi, ông trùm đánh lén. Cái con này nó đánh lén tối ngày. Trời. Nhưng mà đến giờ mình không biết là cái con G-Man này nó bỏ chạy, nó đi về căn cứ của nó hay sao á các bạn. Đó. Thì mình nhớ trong cái tập này là cái con ký sinh nó đã chết. Chị TV Woman cứu anh camera Kirito. Nhưng mà mình đang rất là khó hiểu nha. Tại sao chị TV Woman không giúp đỡ cho anh camera thất tình? Các bạn còn nhớ anh camera thất tình này chứ? Ok, good thôi. Mà nhìn ngầu thiệt luôn nha các bạn. Cho tôi ôm cô cái nào. Anh đi mà ôm cây chổi đi. Tôi chỉ ôm Tiva Mân thôi. Cái gì vậy ông thần? Đó, anh này nằm nhìn rất là đáng thương luôn nha. Đó. Mình không hiểu sao luôn á các bạn. Nhưng mà dù vậy á là cái con ký sinh này nó cũng đã... Ừ, mình đang có rất là thắc mắc nha. Mình nhớ là mấy cái con ký sinh này á, ở trong mấy cái tập cũ á, là nó rất là bé luôn. Đúng rồi, những tập cũ thì con ký sinh to lất rất là bé. Nhưng
Nhưng mà sao tập 57 này cái con ký sinh nó to kinh khủng luôn á, các bạn có để ý không? Đó, mình không hiểu sao cái con ký sinh nó cũng tăng kích thước lên luôn. Đó, nhưng mà dù gì là cái con ký sinh cũng đã chết rồi. Và anh ấy vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra nha các bạn. Anh không hiểu tại sao mà mình được nâng cấp luôn á. Đấy, tự nhiên được nâng cấp miễn phí. Một like liền nha các bạn. Rồi, giờ chúng ta chính thức xem tập 58 và 59 nha. Các bạn sẵn sàng chưa? Let's go. Ok, bắt đầu xem tập 58 rồi nè các bạn. Mới vào thôi mà mấy anh camera làm gì mà trèo ở trên cái cây cột vậy? Hài thiệt chứ. Cái con Skibidi nó kéo chân của anh camera kìa. Trời, các bạn biết cái con Skibidi này nó tên là gì không? Trời ơi, nó treo mấy anh camera ở trên cây kìa. 1, 2, 3, 4, 5. Trời ơi, ghê quá. Trời. Yeah. Yeah. Anh thì ta sẽ biết cơ biến idol của tôi. Ôi, đã đến lúc anh ấy phải thể hiện rồi. Hay quá anh ơi. Yeah. À, từ từ. Các bạn ơi, có cái con ký sinh. Ủa, không phải ký sinh mà cái con này nó đánh lén. Liệu anh ấy có bắt được hay không nha các bạn? Trời, bắt được luôn, hay vậy? Trời, bắt này, này thì đánh lén nè, bắt một phát một. Đấy, còn bây giờ là có nhiều con Skibidi tao lét quá trời rồi. Wow. Trời, cái thằng chiêu xây xây các bạn ơi. Trời ơi, cái thằng chiêu bắn xây, nhìn rất là ngầu luôn. Rồi, anh ấy bay rồi, À, mình biết cái suy nghĩ của anh Titan Camera kiểu: trời đất ơi, ông đánh hết rồi, sao không nhường tôi đánh vậy? Vừa mới giải cứu xong mà khỏe vậy ta. Rồi, anh ấy đã bay đi rồi. Nhưng mà mấy anh này vẫn đang trèo ở trên cây cột nha. Vẫn vô bấm nút like nè. Bấm like chứ các bạn. Nhìn dễ thương cực kỳ luôn ơi, ông kia ông trượt xuống lên kìa. Rồi, tập 58 này khá là hài nha các bạn. Chúng ta qua tập 59 để xem ai anh Titan Camera với anh Spectreman bay đâu nha. Qua tập 59 nào. Các bạn đã sẵn sàng cho tập 59 chưa nè? Bây giờ là mình bắt đầu mình coi nha. Let's go. Đã giải cứu cho anh bạn. Trời ơi, cái con Skibidi này nó đội cái nón bảo hiểm nữa kìa. Và nó trang bị rất là nhiều cây súng luôn nha mọi người. Trời ơi, nó phát hiện ra một thứ gì đó. Hai idol xuất hiện cùng một lúc rồi. Tới công chuyện mấy cái con Skibidi toilet rồi. Rồi, rồi rồi, hai anh sẽ thể hiện nè. Trời, băng. Wow, hay quá luôn á. Rồi, anh Titan Camera thì nhét cái cây súng vô cái miệng của cái con toilet đó các bạn. Trời ơi, hai anh này phối hợp rất là ăn ý luôn nha các bạn. Thôi thôi, đạp, nổ luôn. Trời ơi, lấy cái đó. Mình xem cái đoạn đạp tay này, mình rất là nổi da gà luôn. Kiểu như là hai anh này phối hợp rất là hay luôn nha các bạn. Nè, trời, cái đạp tay này mình rất là thích luôn nha các bạn.
Trời ơi, cảnh tượng này đẹp quá luôn các bạn ơi, tuyệt vời. 10 điểm. Hả? 10 điểm. Ủa, hết tài hết rồi các bạn ơi. Trời ơi, nếu mà như vậy nha, mình đang rất là tò mò cái tập 60 á, thì không biết còn tập mới không ta? Ê, không biết là còn tập mới không các bạn? Có tập 60 không vậy? Bạn nào chỉ nhắc cho mình biết ơi, khi nào có tập 60 thì bình luận nhắc cho mình biết nha các bạn. Đấy, và các bạn xem xong nhớ bấm like và một nút đăng ký kênh để đón chờ những cái video Skibidi mới nhất của mình nha. Bây giờ tạm biệt các bạn và hẹn các bạn trong các video lần sau. Bye bye mọi người.